hiện tượng sư Thích Minh Tuệ khiến người ta nhận ra, không phải khoác áo cà sa mới là tu. Thời gian gần đây, hiện tượng nhà sư Thích Minh Tuệ đi chân đất, mặc áo vá, ngày ăn một bữa, tối ngủ nghĩa trang, mang theo mình nguyện ước mọi người được hạnh phúc, đã thu hút dư luận Việt Nam và thậm chí một bộ phận dư luận thế giới. Bên cạnh đám đông quần chúng hiếu kỳ, hiện tượng Thích Minh Tuệ cũng thu hút được sự chú ý của cộng đồng Phật giáo và cả những người mộ đạo Việt Nam. Có người cổ súy, có người ngưỡng vọng, cũng có kẻ bài bác, chỉ trích và tỏ ra không tin tưởng. Có người bảo ông Minh Tuệ không hiểu giáo lý giáo luật. Có người nói ông Minh Tuệ là do một thế lực bí mật nào đó chi phối đằng sau. Bên cạnh những phát ngôn phỏng đoán vô căn cứ, có những người cũng đưa ra chứng cứ xác thực về những kẻ đi theo ông Minh Tuệ nhưng không phải chân tu. Tương truyền Phật gia có 84.000 pháp môn, duyên phận căn cơ mỗi người mỗi khác, nhận thức mỗi giai tầng cũng có sự không giống nhau, nên càng tranh cãi sự kiện này, chỉ càng thêm đi vào ngõ cụt. Thậm chí có nhiều chức sắc tôn giáo, thời gian qua vì thế mà gặp phải những việc không hay. Hãy cùng xem xét thêm về hiện tượng Thích Minh Tuệ theo một góc độ khác. Tạm bỏ qua những điều về cá nhân ông Minh Tuệ còn đang gây tranh cãi, mà chỉ bàn đến những điều tốt đẹp thấy được, nghe được những ngày qua. Một câu chuyện ông Phật vàng. Trước tiên xin được mạn phép kể một câu chuyện như sau. Xưa có một người làm nghề đồ tể. Một hôm, gặp được hai người tu Phật đang trên đường sang Tây Thiên để diện kiến Đức Phật. Hai vị hành giả khuyến khích người đồ tể kia dừng việc sát sinh và cùng đi sang Đức Phật với mình. Người đồ tể suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Tôi dơ bẩn quá, thật không xứng đáng. Thỉnh cầu hai vị mang trái tim của tôi đến gặp Đức Phật." Nói rồi người đồ tể lấy trái tim của mình ra, đưa cho hai người kia. Hai vị hành giả mang trái tim người đồ tể theo cùng đến Tây Phương. Khi gặp Đức Phật, Ngài trỏ vào một chiếc vạc lớn đầy nước đang sôi lên sùng sục, hỏi xem hai vị hành giả có dám nhảy vào đó chăng. Hai người do dự, họ bèn cẩn thận thử bỏ trái tim của người đồ tể kia vào trước xem sao. Trái tim người đồ tể vừa rơi vào vạc nước, nó đã hóa thành một ông Phật vàng. Hai vị hành giả thấy vậy liền nhảy vào theo. Kết quả họ hóa thành hai chiếc quậy rán. Kẻ đồ tể lưu giữ cái tâm sùng kính và hướng thượng với Đức Phật. Hình tượng ông Phật vàng thể hiện sự quý giá của niềm tin thánh khiết. Thân làm bậc tu hành, khoác lên mình áo mão cà sa, nhưng thâm tâm còn huyễn hoặc nghi ngờ về Phật Pháp thì cũng chưa thể gọi là người tu. Với thần Phật, cái tâm ấy mới là điều trân quý. Con người chỉ có thể lừa dối nhau hoặc giả tự lừa dối chính mình, vĩnh viễn không thể che giấu thần Phật bằng những ngôn từ hoa mỹ, bằng những phẩm vật sang trọng xa hoa, và hiển nhiên tấm lòng thâm thạo của kẻ đồ tể phải quý giá hơn nhiều lần so với những kẻ mang danh tu hành, chân muốn đến Tây Phương mà trong lòng vẫn còn nhiều tham dục. Hiện tượng Thích Minh Tuệ có cái hay ở chỗ, nó giúp chúng ta phát hiện được, thì ra người Việt vẫn rất tính thần. Sâu thẳm trong mỗi người chúng ta đều còn có một mảnh đất tâm linh xanh tốt. Định hướng giáo dục chạy theo vật chất và những loạn tượng trong tôn giáo thời gian qua có thể đã khiến người ta ngày càng cảm thấy mất niềm tin vào Phật giáo. Tuy nhiên, niềm tin bị phai nhạt đi chỉ là thứ niềm tin hình thức bên ngoài, còn con tim hướng thiện và sự kính ngưỡng dành cho thần linh trời đất, tổ tiên vẫn còn đó và nguyên vẹn. Có rất nhiều người Việt, mặc dù không thực hành một loại tôn giáo nào, họ vẫn thường thể hiện sự kính thần qua các dịp lễ hội, dỗ chạp, Tết nhất hay ngày thường. Chỉ ít mỗi khi khởi sự lớn nhỏ, người Việt ta vẫn có thói quen vái lạy đất trời để cáo sự. Ông Thích Minh Tuệ đi chân trần, cầm vỏ nồi cơm điện và nói với người ta rằng mình đi tu là để cầu giải thoát. Điều này thu hút sự quan tâm của công chúng vì nó mới lạ, tân thời. Mới lạ vì nó không giống những hoạt động tôn giáo thường nhật mà xã hội vẫn thường thấy. Tân thời là vì sau rất nhiều năm, người ta lại nhắc đến việc tu luyện. Đã từng có một thời gian, con người chỉ đơn giản nhìn nhận tu luyện
chỉ là những câu chuyện kể trong các hình thức nghệ thuật, hay đơn giản chỉ là một trạng thái tâm lý giản đơn mà thôi. Giả thuyết về sự tiến hóa của Darwin đã từng làm con người ngộ nhận về nguồn gốc của mình. Sự ngộ nhận này thật sự nguy hiểm, bởi lẽ trả lời sai câu hỏi "con người đến từ đâu" sẽ khiến chúng ta tiếp tục trả lời sai cho rất nhiều câu hỏi quan trọng về cuộc đời của mình sau đó. Thế kỷ 21, với sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhận thức của con người cũng đã có những tiến bộ vượt bậc. Rất nhiều các quốc gia đều nhận ra tính phản khoa học của thuyết tiến hóa, và sự kiện gần đây nhất có thể nhắc đến là việc Bộ Giáo dục Ấn Độ sau nhiều năm xem xét đã quyết định loại bỏ học thuyết này khỏi chương trình giáo dục. Lý do đơn giản, nó chỉ là một giả thuyết sai lầm, chưa được chứng minh bằng các bằng chứng khoa học. Con người không hề tiến hóa từ khỉ. Vậy thì con người bắt nguồn từ đâu? Và kết thúc cuộc đời này, con người sẽ đến nơi nào? Những ấn đố về sự sống chết vẫn là những nan đề mới mẻ cho con người. Nên việc tìm kiếm sự giải thoát khỏi thế tục này vẫn luôn mang tính thời sự. Không chỉ có những người ngày đêm đi theo ông Minh Tuệ trên những chặng đường mưa nắng, còn có cả những người dõi theo bước chân ông qua những kênh truyền tin khác nhau. Hóa ra người Việt vẫn đang rất quan tâm đến việc tu luyện. Có thể họ cũng có chút hiếu kỳ, nhưng điều họ quan tâm nhất có lẽ vẫn là việc tu luyện về những cảnh giới cao hơn của đời người. 2. Ngài Maha Kajip, hạnh Đầu Đà đệ nhất. Maha Kajip hay Đại Kajip từng được mệnh danh là hạnh Đầu Đà đệ nhất. Ông được ghi chép lại là sinh ra trong một gia đình Bà La Môn giáo rất giàu có. Đại Kajip cũng được đánh giá là người phước tướng đầy đủ, tư chất thông minh, lúc lên 8 đã được học văn học, toán thuật, thi họa, âm nhạc, thiên văn, tướng số. Các đạo sĩ Bà La Môn còn dạy cho ngài phép tế đàn bốn mùa, thánh điển Vệ Đà, nhân minh học, v.v. Với các môn học, Đại Kajip đều thấu hiểu rất nhanh. Năm 30 tuổi, sau khi cha mẹ đều từ giã cõi đời, Đại Kajip rời gia đình đi tìm thầy học đạo. Đây cũng chính là lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới cổ Bồ Đề. Kajip đã có cơ duyên được trở thành đệ tử của Đức Phật, ngày tháng hành trì tu luyện. Có một câu chuyện về việc tôn giả Kajip độ bà lão nghèo mà có thể nhiều người từng biết. Đó là khi đi khất thực, tôn giả Kajip có một thời gian thường tránh những ngôi nhà giàu có. Ông chỉ dừng bước trước những ngôi nhà nghèo nàn lụp xụp. Trước khi đi khất thực, ông thường tự nhủ: ta nên gieo phước cho người nghèo nào? Một hôm vào thành Vương Xá, tôn giả Kajip tìm đến một bà lão ăn mày đau ốm nằm trên rỉ bên vệ đường. Bà lão đang ốm, dường như nhiều ngày chưa có gì để bỏ vào bụng. Theo những gì ghi chép lại, trước mặt bà lão ăn xin là bát nước cơm đã bốc mùi, muốn bố thí, nhưng nước cơm không thể uống được. Tuy nhiên Kajip lại ngỏ ý muốn nhận bát nước cơm để tạo phước cho bà. Và đích thân bà lão nghèo khó bệnh tật đã đem mẻ nước cơm dâng cho tôn giả. Ngài Kajip hoan hỷ tiếp nhận, đưa lên uống gần cạn hết. Cũng nhờ duyên lành này, sau khi chết, bà lão được tái sinh lên cõi trời, sống trong cảnh giới an vui hạnh phúc. Đường tu mỗi người mỗi khác, pháp môn chỉ đường cũng có sự khác nhau, nên không thể so sánh những gì mà Ngài Đại Kajip trải qua với bất kỳ một tăng nhân nào đó, và việc so sánh sư Minh Tuệ hay một vị khất sĩ nào hiện nay với ông Kajip cũng thật là điều khập khiễng, thậm chí có một số trường hợp sẽ trở nên bất kính. Việc nhắc lại câu chuyện của Maha Kajip ra đây chẳng qua là để có thêm cơ sở lý giải thêm hiện tượng Thích Minh Tuệ mà thôi. Trên thực tế, có nhiều bậc tu hành và cả chức sắc tôn giáo đã lợi dụng niềm tin của người dân để trục lợi cho mình. Chăn ấm nệm êm, sự đầy đủ vật chất đã trở thành thứ cám dỗ to lớn với kẻ tu hành. Thay vì từ bỏ tham dục và giữ gìn giới luật, họ đã mê đắm trong vật chất hay buông lơi bản thân trước những lời ca tụng, với sự tham lam đạt đến tột độ khi họ sửa đổi giáo pháp, tham gia thế tục chính sự để hiển thị quyền uy. Maha Kajip được người ta xưng tụng là hạnh Đầu Đà đệ nhất, và ông là một học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ hơn 2.500 năm trước,
Đức Phật đã dự ngôn về thời mạt pháp sau khi Ngài ly thế. Ngài nói rằng, vào thời kỳ mạt pháp thì những gì mà Ngài truyền ra sẽ bị phá hư. Sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả đưa chúng sinh lầm đường lạc lối. Ngoài trừ việc chắc chắn một trái tim thuần khiết hướng Phật, thì có lẽ tại thời điểm này, việc chạy theo những khuôn mẫu hình thức khó lòng mang lại cho người ta những điều như mong muốn. Giữa thời mạt pháp, vạn ma xuất thế, việc con người tìm chính pháp quả thật gian nan. Bảo trì thiện lương, sớm ngày được phúc báo. Đời sống con người có nhân quả, những hạt giống tốt được gieo đi thì những thành tựu tốt trong tương lai sẽ tìm về. Mỗi người chúng ta ai cũng đều đang tu luyện trong đường đời, bảo trì sự thiện lương, tôn kính trời đất, thần Phật sẽ sớm ngày đắc phúc báo. Trong xã hội có thể phân chia nhiều giai tầng, nhưng việc tu luyện lại không hề phân biệt giàu nghèo xuất thân. Có lần một người thôn trưởng tìm đến đảnh lễ và hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao đối với một số người Thế Tôn thuyết pháp một cách hoàn toàn trọn vẹn và đối với một số người lại không như vậy? Để trả lời ông, Đức Phật đã đề cập đến ba loại ruộng, rằng có một loại ruộng tốt, một loại bậc trung và một loại ruộng xấu. Đức Phật ví thửa ruộng tốt là các tỳ kheo, tỳ kheo ni, thửa ruộng loại trung là các nam nữ cư sĩ. Đối với những người này, Đức Phật nói Ngài sẽ thuyết pháp để cho họ biết đời sống phạm hạnh thanh tịnh. Đức Phật ví thửa ruộng xấu như là các ngoại đạo, bà la môn, du sĩ, Ngài cũng sẽ thuyết pháp, và nếu hiểu được chỉ một câu, như vậy là họ đã được hạnh phúc an lạc lâu dài. Phật Thích Ca Mâu Ni từng đề cập đến khả năng nhận thức Phật pháp khác nhau của con người, như việc ở mỗi thửa ruộng nên trồng những hạt giống khác nhau, và có những người chỉ cần hiểu ra được một chút thôi thì cũng đã được những thành tựu nhất định. Điều này cho thấy rằng tu luyện vì vậy mà không có khuôn khổ chung. Có nhiều ý kiến tranh luận về hành trình của ông Thích Minh Tuệ và cho rằng nếu ai ai cũng như ông thì xã hội này sẽ vận hành ra sao đây? Ai sẽ làm nông dân trên cánh đồng? Ai sẽ là người dạy học? Ai sẽ sáng tạo ra giá trị của cải vật chất, tinh thần? Tất nhiên mọi ý kiến tranh luận đều có mặt đúng sai của nó, và không phải ai cũng sẽ làm điều giống hệt như ông Minh Tuệ. Nên hiện tại có người chọn xuất gia vào chùa, có người chọn quy y Tam Bảo, có người chọn giữ cho mình cái tâm kính Phật mà không muốn tuân theo hình thức nào. Ít nhất việc tin vào nhân quả luân hồi, sự tự ý thức giữ gìn đạo đức cũng đã đem lại cho bản thân họ, gia đình và xã hội những điều tốt đẹp hơn. Từ những năm 1990, trên thế giới phổ truyền một môn tu luyện giữa đời thường được gọi tên là Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp. Đây là môn tu luyện giúp người ta khỏe mạnh cả tâm lẫn thân, phù hợp với mọi đối tượng. Người đi làm vẫn có thể luyện, người đi học vẫn có thể tu. Cuộc sống của những người thực hành bộ môn Pháp Luân Công này gần như không thay đổi. Họ vẫn lớn lên học hành và xác lập sự nghiệp. Vẫn cưới vợ gả chồng, thành gia lập thất và ước thúc mình tự trở nên tốt hơn mỗi ngày. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện Phật gia, lấy việc đồng hóa với đặc tính chân thiện nhẫn của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiếu theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ mà tu luyện. Các tài liệu học tập và bài giảng pháp của môn này đã được dịch ra hơn 38 loại ngôn ngữ và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới. Pháp Luân Công phổ truyền nhanh chóng ra thế giới và số lượng người theo học gia tăng liên tục vì tính tiện lợi và sự phù hợp với sinh hoạt của con người hiện đại. Với hình thức rất linh hoạt, Pháp Luân Đại Pháp chọn lấy tu tâm tính là điểm then chốt. Đây cũng chính là lý do quan trọng khiến pháp môn này được phổ truyền rộng rãi. Điều mà có lẽ một số người chưa hiểu được là cớ vì sao tại Trung Quốc, bộ môn Pháp Luân Công này lại chưa được cho phép công khai. Gần 100 năm qua, thể chế chính trị của họ ưu tiên việc giáo dục theo định hướng duy vật. Điều này dẫn đến một tư duy quản lý rằng việc lớn nhỏ trong xã hội phải được nhà cầm quyền cho phép. Nói thẳng ra thì chỉ khi được nhà cầm quyền công nhận thì người ta mới được gọi là chân tu. Hiện tượng Thích Minh Tuệ cũng đã đặt vấn đề này cho công chúng Việt Nam, và rất may mắn khi rất nhiều người Việt Nam nhận thức ra việc tu luyện nên là hành động tự thân
hơn là việc phải được ai đó công nhận. Quản lý xã hội là việc cần, nhưng không thể áp đặt ý chí chủ quan lên tinh thần của nhân loại. Từ xưa đến nay, ngay cả những bậc tu sĩ xuất gia vào chùa, những bậc hành giả hay kể cả những đệ tử tục gia, trong việc tu luyện cái tâm ấy vẫn là quan trọng nhất. Tồn tại một thực tế là mâm cao cổ đầy, cúng dường bạc tỷ vẫn không thể mang lại sự an lạc tự tâm. Câu chuyện về Đại Ca Diếp và chén nước vo gạo của bà lão ăn mày là một lời nhắc nhở cho chúng ta về vấn đề này từ rất sớm. Càng chạy theo hình thức, người ta càng dễ sa vào dị đoan, càng chạy theo vật chất con người, càng đắm chìm trong mê dục, càng chạy theo quyền lực, càng tìm kiếm sự công nhận tán dương, con người càng dễ dàng lạc lối. Không ai cấm đoán con người có được cuộc sống đầy đủ, cũng không ai bắt buộc việc tu luyện phải khổ hạnh mới được nên thành tựu. Phật tại tâm trung, tất cả là đều tại cái tâm ấy. Tinh Hoa TV mong rằng quý khán thính giả luôn nuôi dưỡng lòng thiện lương, giữ tấm lòng kính ngưỡng thần Phật để sớm ngày đắc được chính pháp.